đó là đòn đánh mà nếu như đúng lực, Oscar De La Hoya đã có được chiến thắng knockout. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại lần knockout đầu tiên của võ sĩ Pedro Vargas. Cũng trong hiệp đấu thứ 11, và liền sau đó thì anh dính đòn đánh liên hoàn của Oscar De La Hoya. Và đây là thời điểm quyết định của trận đấu. Dòng đối thủ Vargas vào góc đài, Oscar De La Hoya đã tung đòn liên hoàn. Buộc trọng tài Socrates phải cho trận đấu kết thúc để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ Pedro Vargas. Ban tổ chức công bố trận thắng knockout cho chiến sĩ Oscar De La Hoya và trao cho anh thêm chiếc đài WBA hạng siêu bắn trung từ tay của võ sĩ Pedro Vargas.